Ây trời ơi, bấm mỏi tay quá. Cày chiến trường 4.4 mệt quá, inbox ông Mí gấp thôi. Rồi ok anh em ơi, thứ 6 tuần này thì chúng ta sẽ có cái event chiến trường 4.4. Thì anh em nào đang bận đi học, đi làm á, không có thời gian á thì có thể liên hệ mình anh em ha. Chỉ với 30 lúa thôi thì anh em sẽ full cái nhiệm vụ chiến trường này. Thông tin thì mình sẽ để dưới phần comment và cũng như là anh em có thể inbox để biết thêm chi tiết ha. Hello nè, chào em trở lại kênh của mình nha. Thì ngày hôm nay là ngày cuối cùng của cái event tuần 3 con rau đen rồi anh em. Rồi thì hôm nay chúng ta sẽ có thông tin về vị tướng mới đợt này là ai anh em nha. Nói chung là vị tướng mới đợt này anh em không có là suy nghĩ ra được đâu anh em. Con này hồi đợt trước anh em đã đoán rồi anh em. Và mình cũng đã đoán con này nhưng mà bây giờ nó mới chịu ra anh em nha. Rồi thì cái hệ của nó thì mình đã đoán đúng rồi anh em. Còn cái tên tướng thì không có đoán đúng anh em. Đợt này tướng hệ bền bỉ. Nhưng mà bền bỉ thì nó lạ lắm anh em ơi. Thì nó là con tướng hỗ trợ anh em ơi. Ở trong cái đám hệ bình bỉ á, thì hình như là chưa có một con hỗ trợ nào. Mà con này là cái con đầu tiên bình bỉ hỗ trợ. Trời ơi, đây rồi, ok bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lại cái con tướng đợt này luôn em nhé. Rồi đây anh em ơi, anh em thấy ai ở đằng xa xa kia chưa anh em? Đúng rồi anh em ơi, ZV. Trời ơi, con này thì nói chung là nếu mà anh em coi cái ngoại truyện của One Piece á thì nó sẽ là hình theo mình nhớ là như là cụ Hải Quân thì phải đó anh em ơi. Cụ Hải Quân ha. Rồi ok, nó là thuộc hệ bền bỉ và cũng như là nghề của nó là nghề hỗ trợ anh em nha. Đây anh em, bền bỉ hỗ trợ. Hình như là lần đầu tiên trong game luôn đúng không anh em? Nhờ ở bên bền bỉ hình như là đâu có con nào hỗ trợ đâu anh em. Toàn là những con này đáng lẽ ra là phải hệ đấu sĩ mới đúng anh em nhờ. Đấu sĩ hoặc là tướng tăng cơ đó anh em, tướng cơ tăng cơ hoặc là tướng mấy hệ kia nó cũng không đúng anh em nhờ. Một là tăng cơ, hai á là nó là bên hệ hệ kiếm sĩ rồi các thứ thôi anh em, mà thấy hợp lý hơn anh em. Này hỗ trợ thì nó hơi gọi là ái tí anh em nha, hơi yếu, nhưng mà quan trọng á bộ skill của nó có ngon hay là không. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem nha. Đầu tiên chúng ta sẽ xem cái chỉ số cơ bản của nó nha. Công của nó thì thuộc dạng gọi là tạm được anh em nha, 63.000 công anh em, 63.000 công. Thủ cũng ok nè, 2.400. HP, quan trọng nhất HP anh em nha, 1.700.000 anh em. Cao á, HP này là cao nha anh em. Và tóc anh em ơi, tóc là 1.560, tóc hơi bị cao. Bởi vì sao anh em, con này hỗ trợ mà. Tướng hỗ trợ thì thường là tóc rất là cao anh em nha. Rồi, quan trọng nhất là vô coi bộ skill như thế nào anh em ơi. Trời, cái gì mà, ủa, mình nhớ lại là cái hình để mà nó gợi ý cho anh em thì nó đâu có liên quan gì đến cái con này đâu anh em nhờ. Nó sẽ có hai cái bánh lái và cũng như là băng của mũ rơm. Nhưng mà nếu mà tính ra là đâu liên quan gì đâu ta. Rồi đến với lại bộ kỹ năng đầu tiên anh em nha, đó là tay đen. Nộ anh em nha, đây là nộ nha. Tấn công toàn bộ kẻ địch gây sát thương là bằng 300% công, kèm theo sát thương bằng 30% HP tối đa của bản thân. Ao, con này lại một con BK theo phần trăm HP nữa anh em ơi, giống y chang như là con cà rốt su long gì đó. Sau đó xóa 3 hiệu quả tăng chỉ số của mục tiêu và tăng toàn đội là 40% công, 25% giảm sát thương, duy trì 4 lượt. Ồ, tăng công cho đồng đội. Lại một con, ơi con này tính ra đi với rau đen ngon anh em nhờ. Tính ra đi rau đen ngon anh em. Nhưng mà hiện giờ quan trọng, tí hồi nữa nói cái đó đi anh em ơi. Nhưng mà hiện giờ là quan trọng là nhét nó vô đường nào đi. Rồi, hiệu quả tăng chỉ số là gì? Nó là những cái hiệu quả ví dụ là tăng thủ nè, tăng công nè, rồi tăng tốc nè anh em. Đó, những cái hiệu quả tăng cái chỉ số đó là như vậy. Anh em nhấn vào trong cái dấu thang này nè, cái dấu chữ Y này nè, là nó sẽ là hiệu quả tăng chỉ số đấy. Tăng chí mạng nè, sát thương chí mạng nè, đó là những cái hiệu quả tăng chỉ số nha. À, yeah, 40% công là ngon đấy. Khi mà cái con Zephy này nó lên được Goma thì cái số lượng công của nó nhiều khi nó lên đến 400 hoặc là 500% công, kèm theo sát thương là bằng 50% HP tối đa của bản thân anh em. Lại một con đi theo đường HP nữa rồi. Hay da, cái này anh em có thể sàng đồ Akanu qua được anh em nhờ. Bởi vì nó là hệ bền bỉ mà. Rồi ok, tiếp tục nữa thì nó sẽ có giảm sát thương cho team nữa anh em nha. 25% giảm sát thương, duy trì 4 lượt anh em. Rồi ok, ngon anh em, nói chung là tăng công cũng nhiều đấy. Cái công này, cái con rau đen rất là cần anh em nha, rất là cần. Khi mà lên Goma thì mình nghĩ công này nó lên đến là 50% hoặc là 60% luôn đấy. 3 hiệu quả sát thương là nhiều khi nó nhảy lên 4 luôn đấy. Rồi đó là cái nộ anh em nha.
Chà, đợt này ra tướng hỗ trợ thì nó hơi sai sai anh em nhờ. Con này mà hỗ trợ thì nó hơi kỳ kỳ, nhưng mà quan trọng để coi bộ skill như thế nào đó nha. Rồi, skill thứ hai tên là Đô đốc Hải quân anh em bị động nha. Tăng bản thân 70% HP, trời ơi. Cái này mà lên Goma nhiều khi nó nhảy lên cả trăm luôn anh em, 100% HP luôn đấy. 70% kháng xuyên thủ nè, 120 tốc độ nè, 50 nộ anh em. Và cũng như là 30% miễn chống, 60% miễn xét thương chuẩn. Ui, trâu vò dữ vậy. Con này không có đi theo đường cong anh em nhá. Không thể đi theo đường cong. Mà nó, anh em chắc chắn là chúng ta phải build max HP rồi anh em ơi. Bởi vì cái chỉ số xét thương của nó thì nó sẽ dựa theo là phần trăm HP. Rồi, cái này khi mà lên Goma là chắc chắn sẽ lên 100% anh em. Kháng xuyên thủ 100% luôn. Tóc là 150 nè. Nộ giữ nguyên nha. 50% miễn chống, 80% miễn xét thương chuẩn anh em. Khi mà chúng ta đòn tay đánh thường á, thì tấn công toàn bộ kẻ địch. Trời, đòn tay mà cũng tấn công toàn bộ luôn anh em nha. Kẻ địch bằng xét thương là bằng 250% công, kèm theo xét thương bằng là 15% HP tối đa của bản thân. Và giảm 40 thủ của mục tiêu, 40 thủ của toàn đội của kẻ địch luôn anh em nha. Bởi vì cái đánh thường này là nó công toàn đội mà. Đó, thì nó có thể giảm được kẻ địch là 40% thủ anh em nha. Rồi, kỹ năng này thì nó nói chung là cũng khá bình thường anh em ơi, được cái chỉ số nó cao nè. Rồi ok, tiếp tục. Cái kỹ năng thứ ba này em ơi, quan trọng nhất là kỹ năng thứ ba nè. Được hay không và meta hay không á là kỹ năng thứ ba và thứ tư đấy. Kỹ năng 1 và kỹ năng 2 mình đánh giá không có cao đâu anh em, bởi vì nó khá là cơ bản. Tụi Hiyori và cũng như là những cái con tướng khác thì nó cũng có búp công rồi, Bolilith rồi cái thứ cũng có búp công rồi. Rồi, skill 3 có tên là thể chất vượt trội anh em ha. Bị động nè. Đầu mỗi hiệp toàn đội tăng vĩnh viễn 15% giới hạn giảm sát thương cuối. Ủa cái gì đây? Từ từ nha. Đầu mỗi hiệp toàn đội tăng vĩnh viễn 15% giới hạn giảm sát thương tối đa không cộng dồn duy trì một lượt nè. Và nhận lá trắng miễn nhiễm 2 lần sát thương. Trời ơi, thôi rồi. 10 hack thì làm sao mà một sẹt ngay đầu game mà tiễn kẻ địch đi được anh em. Thôi xong rồi, cái này bá rồi anh em ơi. Miễn sát thương giống y chang như là anh em chơi cái con rổ Wano nè. Rồi cũng như là anh em gắn mấy cái con cánh cục đỏ đó anh em. Đó thì nó cũng có cái khiên giảm sát thương anh em nhá. Nên là nó trị cái team mà dồn sát thương đợt đầu rất là tốt. Cụ thể là con MH anh em ơi. Con MH nó quơ cho một cái thôi, nhiều khi dính cái nó dính cái lá trắng này thì nó đâu có dồn đam được anh em. Nhưng mà mình cái mà mình đang thắc mắc á là cái tăng vĩnh viễn 15% giới hạn giảm sát thương cuối lượt là cái gì đây nè. Rồi mình hiểu rồi anh em. Toàn đội tăng giảm vĩnh viễn toàn đội tăng vĩnh viễn 15% giới hạn giảm sát thương tối đa. Giảm sát thương tối đa anh em nha, nhưng mà cũng không hiểu là gì. Duy trì một lượt nè. Rồi và nhận lá trắng miễn nhiễm 2 lần sát thương. Bản thân sẽ miễn nhiễm các hiệu ứng khống chế cơ bản luôn em nha. Tức là nó sẽ không có bị dính choáng, không bị dính cái con cà rốt su lông anh em. Anh em nhớ có choáng không? Thì nó giống y chang như là con Kaido Hybrid vậy đó anh em. Nó sẽ không có bị dính những cái khống chế cơ bản, câm lặng nè, hóa đá nè, choáng nè và cũng như là đóng băng. Nhưng mà băng của khiêu khích của con cà rốt vẫn dính nha. Khiêu khích cà rốt vẫn dính nè. Hoa vũ của con Bo vẫn dính nè. Rồi cái đóng băng á, cái kỹ băng hà của con Aozikuzan cũng sẽ dính luôn anh em nha. Đó, này là khống chế cơ bản thôi chứ không phải là cao cấp đâu. Cái dòng mà mình đang thắc mắc á là cái toàn đội tăng 15% tăng vĩnh viễn 15% giới hạn giảm sát thương cuối tối đa là cái gì đây nè anh em. Cái này là không hiểu cái dòng này nha. Để tí hồi nữa là quay lại chúng ta xem thử anh em ơi. Rồi đến với lại cái kỹ năng cuối cùng anh em ơi. Cái này là quyết định nè. Mỗi khi có đồng đội bị hạ gục, xóa hai trạng thái xấu cho toàn đội anh em nha. Ơi cũng được nhờ. Bởi vì khi mà team mình có đứa hạ gục á thì nó sẽ được hồi sinh lên. Đó thì nó sẽ xóa liên tục những cái trạng thái xấu cho team. Hồi phục 35% HP tối đa kèm tăng 15% giảm sát thương duy trì 4 lượt anh em nha. Tức là khi mà team mình có đồng đội bị hẹo á thì nó sẽ là xóa trạng thái xấu cho team. Rồi nó xóa luôn cả những cái nó tăng luôn cả HP cho team nữa anh em ơi. Cha, con này búp ghê vậy ta. Rồi có giảm sát thương duy trì 4 lượt nè. Và nhận lá trắng miễn nhiễm 2 lần sát thương. Nhận lá trắng tới tận 2 skill. What the hell. Cái này ghê nhờ. Trời ơi, cái lá trắng này anh em cứ tưởng tượng đi. Cái con Kaido của anh em á,
khi mà tiến vào trạng thái long thần á là nó sẽ được một cái lá trắng miễn nhiễm 3 lần sát thương, mà hầu như anh em dồn đam nó rất là khó bởi vì cái lá trắng nó xuất hiện liên tục. Con Z Phi này nếu mà anh em kết hợp với lại team anh em, nó nhận tới tận là nếu mà mát binh nha, bốn lớp lá trắng anh em, dồn đam hoài không suy nhê. Trời ơi trời, được anh em nhờ, lá trắng này ngon đấy. Rồi ôi, team đã trâu rồi mà nó lại càng trâu hơn anh em ơi. Rồi, đó là về cái bộ kỹ năng của con Z Phi đợt này anh em nha. Còn về cái kỹ năng hồi nãy, kỹ năng thứ ba của nó đó anh em, thì nói chung là hơi khó hiểu về kỹ năng 3 một tí. Bởi vì kỹ năng 3 đó thì nó sẽ có một cái giảm sát thương vậy anh em. Tăng vĩnh viễn 15% giới hạn giảm sát thương tối đa là cái gì ta? Đó, thì anh em hiểu cái dòng này như thế nào thì anh em hãy comment bên dưới anh em nha. Cái dòng này hình như là dòng mới, mình không có hiểu cái dòng này là cái gì. Thì theo mình suy nghĩ á, cái dòng này là cái dòng để mà chúng ta, ví dụ như là cái giảm sát thương của anh em là 100% đi, thì cái này thì nó sẽ tăng thêm 15% nữa anh em ơi, hình như là như vậy đó. À, thì cái này suy đoán anh em nha, chứ không có biết đâu. Rồi, cơ bản cái con Z Phi này một lần nữa đi em ha, thì nó sẽ có khả năng búp công cho team nè anh em. Chắc chắn là tướng support rồi anh em, support mà búp công cho team nè. Nó có một cái lượng đam to nha, nếu mà anh em max HP, lượng đam to lắm anh em nha. Bởi vì nó gây theo phần trăm HP của nó mà anh em. Rồi, xóa 3 hiệu quả tăng chỉ số của mục tiêu nè, kẻ địch đó anh em. Rồi, tăng cho toàn đội là thêm cả công nè, và cũng như là có cả giảm sát thương duy trì 4 lượt nữa nè anh em. À, rồi tiếp theo nữa thì nó cũng sẽ là xóa luôn cả cái giảm thủ anh em, giảm thủ của kẻ địch nữa. À, gây sát thương thêm phần trăm công, khi mà bem thường thì sẽ là đam AOE, có thể giảm thủ là toàn team địch anh em nha, toàn team địch luôn. Rồi, con Z Phi này nó có hai cái skill luôn anh em nha, cả hai skill. Mỗi skill thì nó sẽ tăng tới là hai lần là một cái lá trắng là miễn nhiễm sát thương, hai skill tổng cộng là 4 lần nha anh em. Cái này là chưa lên Goma, nếu mà lên Goma rồi thì cái khiên này nó có thể lên đến 5 hoặc là 6 lần giảm sát thương anh em. Một cái khiên thì nó sẽ chặn được một đợt sát thương, hai khiên thì là hai đợt. À, cứ thế mà chúng ta nhân lên thôi anh em. Thì khi mà có cái khiên này rồi anh em, nó rất là khó chịu. Đây anh em, một skill nè. À, tăng cho team, nói chung là team chúng ta nó sẽ trâu bò lên rất là nhiều anh em nha. Con này si xét rồi nhét vô cái chỗ nào để tí hồi nữa nghiên cứu thử coi anh em ơi. Đây anh em, thêm một cái hai cái khiên nữa anh em. Cái này chưa lên Goma, khi mà lên Goma rồi nó mình nghĩ có thể lên tới 6 lần lá trắng miễn nhiễm sát thương anh em. À, nói chung là đánh giá con này cũng ok. Chưa kể là nó có thể xóa trạng thái xấu cho team và cũng như là hồi phục HP cho team khi mà team của chúng ta bị dồn đam nữa anh em. Rất là ngon nha. Nhưng mà quan trọng á, nhét nó vô chỗ nào, nó chơi game có được hay không, khiên sát thương này có hiệu quả hay không, à và cũng như là có slot cho nó hay không anh em, thì chúng ta phải xem. Quan trọng nhất, con này không có hồi sinh, không có bất tử, chơi game có được hay không. À, anh em chú ý điều này nha. Châu thì châu thiệt, nhưng mà meta hiện giờ nó dồn đam ghê lắm, một sẹt có khi đi. Nhưng mà được cái nó có cái lá trắng anh em nha, búp cho toàn team luôn cũng khá là ngon. Theo mình nhớ trong game cũng có một cái con búp lá trắng cũng ngon lắm anh em. Ok, bây giờ mình sẽ vào game mình phân tích về cái meta hiện tại luôn anh em nha. Rồi, cái con tướng mà nãy mình nói là con Raizo anh em ơi, mình nhớ là hình như là có búp khiên cho team thì phải đấy. Để coi phong ấn đầu mỗi hiệp 50% cơ hội, đây 50% cơ hội tạo lá trắng bao quanh bản thân. À, lá trắng là chặn toàn bộ sát thương bằng 20% HP tối đa của bản thân, sau đó là sát thương sẽ chặn được mức tối đa. Ủa, cái này cho bản thân mà ta. Nói chung là cũng có khiên đó anh em. À, không biết là có búp cho team hay không anh em nhờ. Nói chung là có cái khiên cho nó đấy. Nhưng mà khiên này là khiên bằng phần trăm HP, nên là không có tận dụng được ở cái meta hiện tại. Rồi, cái khiên này nó giống con Kaido Hybrid ở cái điểm này nè anh em. Đây, khi tiến vào trạng thái long thần, đây anh em, mỗi khi có cái định hồi sinh nè, khi đạt đủ 3 tầng long thần nè thì sẽ nhận được là bản thân sẽ nhận được một cái lá trắng miễn nhiễm 3 lần sát thương anh em nha. Một cái lá trắng 3 lần sát thương thì cái lá trắng của cái con Zipfy hồi nãy đó thì nó là 4 lá trắng anh em. 4 lần lá trắng thì nó là gần bằng cái con Kaido, nó hơn con Kaido này một cái. Khi mà anh em lên được Goma nữa thì nhiều khi nó gấp đôi con Kaido luôn anh em, mà nó búp cho toàn team anh em. Nó búp cho toàn team. Giống y chang như là anh em gắn cho mình một cái con thằng rổ, nó cũng có khiên anh em. Thằng rổ Wano nó cũng có khiên, nhưng mà khiên của nó mỏng lắm. Đâu rồi ta? À, bất cứ tướng nào sử dụng nộ nè. À, mục tiêu cái này không phải anh em nha. Đây. Giảm chí mạng của toàn thể phe địch nè, đồng thời bản thân sẽ nhận được một khiên chặn một đợt sát thương duy trì một lượt. Đây, thằng rổ Wano nó có một khiên thôi mà nó làm mưa làm gió rất là nhiều.
Trong khi đó con Zephy nó búp một phát là tới 4 cái khiên cho team, chưa lên Goma. Goma hình như là 5 tới 6 cái khiên luôn á anh em. Đó, và chưa kể là búp luôn HP, búp luôn giảm sát thương cho team nữa anh em. Thì team chúng ta nó trâu bò thôi rồi. Phải cái con Siki á, nó nổ phải 5-6 lần liên tục thì may ra mới vỡ cái lớp khiên đó thôi. Đó, chứ không vỡ nổi anh em ơi. Ngon anh em nha, tính ra Zephy này búp ngon đấy. Nhưng mà quan trọng rằng á, là nó chơi game được hay không thì chúng ta thì mình ráng cố gắng mình lấy em nó về mình test cho anh em xem. Anh em nhớ theo dõi kênh để mà không bỏ qua con quỷ Zephy này nha anh em nha, tướng mới mà. Rồi ok, đó là phân tích của mình anh em. Thì anh em có đánh giá gì về cái con tướng mới Zephy đợt này thì anh em hãy comment dưới. Ngày mai là update về cái event mới của cái con tướng mới luôn rồi. Và cũng như là chắc chắn sẽ mở cái đấu trường 4/4. Bạn nào mà có nhu cầu cày đấu trường anh em thì anh em có thể inbox mình anh em nha. Link thông tin thì mình để dưới phần comment rồi nha. Rồi ok, đó là về con Zephy đợt này anh em nha. Bây giờ mình sẽ lấy cái quà cuối tuần anh em ơi, cuối event luôn đi. Thì mình mới bơm vô hai gói có cái thùng anh em ơi. Ủa đâu rồi ta? Ở bên này, không phải. Ủa đâu rồi ta? Gói đó đâu rồi ta? Ưu đãi siêu VIP. Gói thùng anh em, gói thùng đu top ấy. Đây 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 đây, ưu đãi thùng bia. Mới đẩy hai gói bên này anh em nha, để lấy thêm 80 thùng bia nữa anh em, với lại 1000 kinh nghiệm VIP. Rồi ok, nhận luôn anh em nha. Đây hai gói đây. Đó, mỗi ngày 80 anh em ơi. Để coi ngày hôm nay có cái gì ngon nữa hay không anh em. À, đăng nhập ngày cuối nữa nè. Ngày hôm qua thì mình mới lấy chưa đi anh em, chưa đi thám hiểm. Ngày hôm qua thì tối qua là có đi bên thám hiểm xong rồi, lấy được một cái L2 bên này nữa, với lại 2000 kim cương. Ok, lượm luôn nha. Quà hôm nay cũng không thua ngày hôm qua đâu mấy ông ơi. Đây, 3200 nè. Và ngày hôm nay là cái ngày bơm lúa 180 lúa ngày thứ 7. Ngày thứ 7, còn 5 ngày nữa anh em. Thì mình ráng cố gắng bơm lúa cho nó xong luôn anh em, để lấy tầm cỡ chừng 4-5 cái copy con rau đen về để chơi nha. Rồi, một cái L2 nè, 1000 kinh nghiệm VIP anh em. Rồi, 1000 kinh nghiệm VIP thì sao? Mình sẽ tròn được cái mốc 10000 kinh nghiệm VIP. Cái này là bơm lúa liên tiếp ngày thứ 7 anh em nha. Và ăn luôn cả cái quà 10000 kinh nghiệm VIP, lấy được một cái L1. Ok cho anh em. Trời ơi, quà về quá trời. Một cái L1 nè, một cái L2 nè, 15 cái đá xanh dương nè, thêm một ít thùng bia nữa anh em nha. Ngày hôm nay gom được 100 thùng bia nữa, 15 bụi. Quá phê anh em ơi. Rồi để coi coi có cái gì mở lên cho anh em xem không. Cái thùng của mình lên được 4.300 rồi. Hả? Còn một ít không biết là ngày hôm nay có cái vượt ngục không ta? Còn hai chìa hả? Hai chìa thôi, chơi cho nó xong luôn cho rồi anh em hả? Ủa bên này mát luôn rồi, hai chìa đẩy một cái bên này là chắc xong nè. Trời ơi nước mắt. Rồi tiếp theo nữa là vô mở mấy cái rương trang bị anh em nhờ. Đợt có mở một mớ luôn ấy. Đây là hai con lính chì nè. Ok, rương trang bị hình như là hồi đợt có chơi là được cho 7 cái. Bộ đồ nghề đấy dạ. Trời ơi, để nặng nha, để nhặn nha, để nặng nha. Ui, khó ra thế nhờ. Hồi đợt mình có mở ra đúng một lần anh em, còn giờ thì không thấy nữa. Nó hơi lâu. Rồi, rương của con rau đen 7 rương anh em nha. Hy vọng cho thêm xu anh em ơi. Được 50 cốc bia vàng với lại thêm 100 xu thôi, nói chung cũng được anh em ơi, tạm được nha. Rồi, ngày mai ra con tướng mới thì chắc chắn nó sẽ là hệ thường rồi, nên là cái L1 ngẫu nhiên thì mình sẽ để anh em nha. Để ngày mai mình bung ra hết 2k8 có khi hơn nè, để cho anh em coi. Tướng đợt này là tướng bên hệ bền bỉ thì đây, 300 mảnh bền bỉ được 6 con. Rồi các anh em ơi, anh em đó là về cái thông tin về vị tướng mới anh em ha. Thì anh em có đánh giá gì về con tướng mới đợt này thì anh em hãy comment bên dưới nha. Ngày mai thì mình sẽ cập nhật review về cái event tuần mới của con tướng mới luôn cho anh em xem. Vào buổi trưa đi em nha, vào buổi trưa đi, 1-2 giờ chiều gì đó, 1-2 giờ trưa rồi đó anh em. Thì anh em nhớ vào kênh mình để xem nha, mình sẽ review sớm và cũng như là coi sức mạnh của con Zephy đó, nó như thế nào luôn. Rồi các em ơi, đó là video ngày hôm nay. Thấy hay thì hãy cho một like, giỏi kênh nha, cảm ơn nhiều nha.